Rồi, xin chào mọi người nha. Chiều hôm nay tranh thủ trời nắng ấm thì Trần quay một kẹp mai giáo Rin cho mọi người tham khảo và có ai có giao lưu được cây nào thì giao lưu nha. Đây là cây số 1 này. Cây này là một cái cây dáng bay. Đó. Cái tán bay từ phần đuôi lên tới phần ngọn nha là đo được là 1 m, còn tàn rộng hai bên là 60 nha. Thân là tầm 13 14 gì đó. Đó là cái phần gốc đế nha mọi người. Cái này cực kỳ già mà gốc đế rất là to nha. Gốc đế là siêu quái luôn. Đó. Cái này Trình dành cho những ai mua đi bán lại nha. Cho nên là Trình họ sẽ không cần báo giá cái cây này đâu. Giá thì nó cũng rẻ thôi chứ không có cao, nhưng mà điều một cái là đôi khi nhu cầu một của mọi người á, đa phần là khách buôn là người ta thích những dòng cây này đó. Cây cực kỳ già mà chất lượng, người thấy không, tán bay nó nè, tán bay lên nè, mọi người thấy tán bay không? Này là nói chung là tay cành thì nó to ra hai bên nó được rồi, nhưng mà cho nên là cứ thế như thế này này, mình chơi như thế này rất là ok nha, theo tay tàn tự nhiên đó, mọi người thấy mà. Đó là cái tay phần thoát thân gốc đớ bên dưới này đó, ra tay 1 nha mọi người, coi rất là gút thét nha, cực kỳ già đó, tay cành mập mạp nha đó. Đây phần đoạn bay của nó đi lên này đó, mọi người thấy không, diêm chi rất là mập mạp, cây cực kỳ khỏe mạnh, bông búp này. Mùa này thì cây nó xuống lá rồi nha mọi người, bắt đầu là tầm hơn 1 tháng nữa bắt đầu cũng lạc lá rồi. Cho nên là không có quan trọng cái vấn đề cái độ đẹp của lá nha, quan trọng cái vấn đề mà hoa này, nụ này. Đó, thời điểm này hoa nụ cây có khỏe mạnh hay không mới là vấn đề chính này. Đó. Gốc đớ mọi người không, củ củ bự ấp một bàn tay không hết luôn ha, củ nó tạo thành một khối đông đặc, nó không bị tách rời nè, có những cái bộ rễ cái của nó rất là hay. Đây cái phần rễ trụ nó này, rễ trụ chính này, còn đây là những cái phần đế rễ xung quanh đế nôm đó. Cái cực kỳ quá nha mọi người, đây là cái phần già của nó thay gió nha mọi người, chứ không phải là cái vết xước hay gì đâu. Định dâm cho mọi người thấy này, không nó thay gió, nó có được chỗ đang trắng này đó, những cái vết da nó bong tróc á khi ra này không bình thường nha, nhựa nó rất là ok chứ không phải cái hư cái suy gì đâu ha đó. Mọi người nhìn cái nước da ngay chỗ cái đoạn thép quặng của nó này, da sần sùi như thế này là cực kỳ là già coi. Rồi định quay phần tán bên dưới của nó này đấy, mọi người thấy không? Rồi tán bay rất là đẹp, đều nha. Nó để ổn định dáng rồi. Đó, gốc đớ cực kỳ dũng mãnh nha, khỏe mạnh. Rồi bây giờ Trình sẽ quay một vòng tổng thể cho mọi người xem. Đó, mọi người thấy không? Coi nó rất là đều, diêm chi đông đẹp luôn. Dầm chì đồng đặc, bông búp là full hết luôn nha mọi người. Cái này không lo vấn đề bông búp đâu. Rồi, đây là cây số 1 trong video nha. Rồi, đây là cây mẹ số 2 trong video. Đó, cái này cũng là một cái cây uống ép chơi kiểu bonsai. Cái này phần phần đuôi này bay lên tới đây là 80 này, còn bờ rộng của nó là 60. Đây là cái tán bay của nó này mọi người. Tán bay cái cây này là nó ít hơn, ngắn hơn so với cây đầu tiên. Cùng một lứa nhưng mà hai cái cây nó có độ khác nhau, có độ bay khác nhau. Còn gốc đớ thì cây hai cây nó to tương đương, đều cây già hết, gốc đớ già này ha. Này cũng coi giao rinh này đó mọi người thấy không,
Bắt đầu nó thay gió này, thay gió da của nó ra nè, không cây cực kỳ là ổn định nha, khỏe mạnh nha. Bông búp phun lên những cái đoạn tay cành. Cái này bông búp nhìn thấy là nó thưa hơn cái cây đầu tiên. Có thân ra tay một này mọi người, nó có nhiều cái đoạn mà nó già á. Nó có những thứ này là mình có mấy làm lúa mình làm đó. Làm những chỗ này, này nó khô này đó. Chỗ này mình làm xong rồi mình thoa keo á là nuôi mấy cái đoạn này này nó đùng lại, nó gom lại. Nhìn coi nó quái mà nó lão lắm. Đây, trình quay phần trên này, gốc đớ này cho mọi người xem. Gốc đớ nó bần kỳ ở dưới nha. Gốc đớ là bần kỳ. Nhưng mà coi này là cái, nói chung là cái phần độ đẹp gốc đớ với lại tay cành nó không bằng coi số 1. Đó. Giá trị nó còn thấp hơn. Rồi, giờ trình quay tổng thể một vòng coi này nữa rồi kết thúc video nha. Thời gian quay video cặp này nó cũng hơi dài. Ai có thích giao lưu coi số 1 hay coi số 2 gì, hoặc là thích giao lưu một cặp thì càng rẻ hơn. Một cặp lúc nào mọi người cũng được tiết kiệm hơn, được nhiều cây mà tiết kiệm so với mua lẻ ha. Rồi video trình kết thúc tại đây nha mọi người, thời gian cũng có hạn rồi. Đây là cái tán bay của cây số 2 nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.